Xin chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại video clip trên kênh của mình nha. Hôm nay thì ngày đầu tuần thì mình cũng không có qua nhà của chị Loan được, thì mình xin cập nhật một số thông tin chính của ngày hôm nay về việc buôn bán hàng của chị Loan để cho quý khán giả cũng nắm được, cũng như những chuyện mà liên quan đến chị Loan như về chuyện kiện tụng hay những chuyện lập vi bằng của cô Sáu dành cho chị Hồng Loan trong ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên là cái việc mà chị Hồng Loan rời nhà vào buổi sáng và đi cùng với luật sư của mình trên một chiếc xe, chắc thể là đi giải quyết một số giấy tờ gì đó liên quan đến những vụ kiện tụng sắp tới. Thì có thể đó là một luật sư của chị Loan hoặc là một người đại diện của văn phòng thừa phát lại đến gặp chị Loan để bổ sung một số giấy tờ liên quan nghe cô chú anh chị các bạn. Thì mình chỉ biết chị Loan đi vậy thôi, còn nội dung bên trong thì mình cũng không nên đề cập tới làm gì, để đảm bảo cái quyền lợi riêng tư của chị và tránh những cái thông tin ảnh hưởng xấu đến chị nha. Và tiếp theo là những việc mà bán hàng thì cập nhật thông tin cùng với các bạn là cô chú là việc bán hàng của chị Loan vẫn diễn ra bình thường và diễn ra một cách là trôi chảy và tốt đẹp nha. Đơn hàng vẫn đi đều đều và khách hàng vẫn ghé mua ủng hộ chị Loan rất là nhiều nha. Bên cạnh đó thì mình nhận thấy là buổi sáng cũng có một cái xe chở cái thùng cà tông đến để giao cho chị Loan, thì cũng giống như là những cái thùng mà để đóng gói cho nó được đẹp hơn và để bảo quản sản phẩm mình nó tốt hơn nha. Thì nhận thấy là có anh Hải và cậu của Ken ra để nhận cái thùng, những thùng cà tông đó và đem vô nhà. Thì tùy theo cái đơn hàng ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà chúng ta có cái thùng nó phù hợp nha. Ví dụ như cái đơn 200, đơn 500 thì sẽ bỏ cái hộp cho nó gọn gàng, và khi mà giao tới khách hàng thì nhìn cũng đẹp. Và hiện tại thì số lượng đơn hàng của chị Loan rất là nhiều, và trên một xe Tết trên một cái bình luận ở trên Facebook của chị là mới vừa viết một cái đoạn nói là hiện tại những đơn hàng rất là nhiều nha. Cô chú chị mà có đã chuyển khoản cho chị rồi đó thì chúng ta nên chụp lại tin nhắn chuyển khoản và chụp lại cái nội dung của cái đơn hàng để cho nhân viên hay là người nhà của chị Loan check đơn hàng cho để cho nó giao đến tay cho cô chú được nhanh hơn nha. Thì ngày hôm nay thì cũng một số thông tin nội dung như vậy rồi. Còn bên phía của cô Sáu thì cũng đã lập hết, nghe nói là lập hết 17 vi bằng. Không biết lập vi bằng gì mà tới 17 vi bằng vậy. Lập hết 17 vi bằng để kiện chị Hồng Loan, và cũng có gửi là tổng cộng là 6 lá đơn nha. Hiện tại là 6 lá đơn chứ không phải là 5 lá đơn như mình nói, là tổng cộng là 6 lá đơn để kiện chị Hồng Loan. Và nội dung của những lá đơn đó thì tất nhiên là sẽ cô bác cũng đã nghe nhiều rồi. Nó rất là vô lý, không có nội dung gì mà nó được chuẩn xác hết. Thì có cái nỗi cộm nhất là cái nội dung mà liên quan đến cái việc mà đòi đồng sở hữu, hay là cái việc mà đòi hòa giải để hưởng một tỷ rưỡi gì đó chấm dứt cái vụ kiện. Nhưng mà theo bên phía của chị Loan thì hiện tại là cũng chưa có động thái là cho việc hòa giải nó được tốt, nghĩa là chị Loan không muốn hòa giải nữa, mà chỉ là đi đến kiện tụng cuối cùng thôi, để cho cái việc trắng cái trắng đen cái đen cho nó rất là rõ ràng nha, chứ không muốn tình trạng nó sẽ tái lập lại sau này nữa. Nên luật sư của chị Loan cũng như bên phía chị Loan là không muốn hòa giải luôn, và đi đến vấn đề là kiện tụng cho ra to để cho nó mọi việc nó được tốt đẹp về sau này, và tránh những tình huống pháp lý rồi những tình huống mà đáng tiếc về sau, ví dụ như chuyện tranh giành hay là những chuyện nói tới nói lui việc mà tài sản này nọ, hay là những lần mà di chúc miệng gì đó thì nó sẽ không còn nữa hiệu lực nữa. Nên chị Loan và bên luật sư là quyết định là không nhân nhượng gì hết mà sẽ kiện tới cùng. Và khi mà kiện xong những cái việc này, tài sản xong rồi, thì sẽ đến những cái phần mà cô chú chị bạn quan tâm, đó là sẽ làm những cái vấn đề liên quan đến sao kê minh bạch nha. Sao kê là cái từ thuật ngữ mà chúng ta nghe thường xuyên, nhưng mà bên phía luật sư của chị Loan thì hầu như là không đề cập đến, vì họ muốn tập trung cho cái vụ kiện này trước, và khi mà chuyện
kiện tụng đó đã được xong rồi, thì vấn đề mà sao kê và chuyện thực điếu đám tang hay là những chuyện liên quan đến viên gạch nghĩa tình để xây mộ của nghệ sĩ thì sẽ được minh bạch rõ ràng. Thì trước đó chị Loan cũng đã kêu gọi rồi, tổng cộng là hơn 10 số tài khoản mà đã nhận tiền tiền tang hay là tiền viên gạch nghĩa tình gì đó, thì phải gửi thông tin lại cho chị, hoặc là gửi lại những khoản mà đã nhận, danh sách đã nhận, những ai mà đã nhận tiền á, thì phải sao kê rõ ràng. Thì trong đó nổi cộm lên một số người thân thuộc, giống như là trợ lý Kim Nga, hay là cô Kim Tho, Thủy Linh Vũ nếu có, hoặc là những cái người mà ở bên nước ngoài như ông Sạc Pin, Sạc Thành gì đó, hoặc là bên chỗ phía của cô Văn Tiên. Thì nếu mà đã có nhận thì cũng nên phải sao kê rõ ràng để tránh những trường hợp pháp lý về sau này. Không đơn giản là chúng ta ở bên nước ngoài thì không xí được. Bây giờ mà Việt Nam hay là nước ngoài thì nói chung là sẽ gắn kết được với Interpol hết rồi, thì chúng ta sẽ xử lý được hết. Dù ở đâu cũng phải đem về Việt Nam xử lý, nếu mà những vấn đề đó gây ảnh hưởng đến cộng đồng, gây ảnh hưởng đến xã hội. Trước mắt thì cập nhật một số thông tin chính vậy thôi. Và bất ngờ hôm nay là có nghe một thông tin trên mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa Viên Bình Dương, thì xuất hiện của một cô trợ lý Kim Nga đã lên viếng mộ đi cùng với cô trợ lý là cô Lành, người hay gọi là bà Tóc Quắn đó. Thì cô Lành cũng đi chung với trợ lý Kim Nga, nhưng mà khi họ đến thì họ không có mở khẩu trang ra, đeo kính mít hết. Không biết là động thái của Kim Nga đi đến mộ để làm gì vào thời điểm này. Và từ lúc mà trước 100 ngày đến giờ thì không thấy cô lên, nhưng hôm nay bất ngờ là ngày 24 tháng 7 hôm nay thì cô lại đến mộ cố nghệ sĩ tại Hoa Viên Bình Dương. Cô đến cũng thắp nhang rồi cũng ngồi thắp nhang xong rồi cũng đi về thôi, chứ cũng không có trò chuyện với cùng anh em YouTuber, nên cũng không biết được nội dung của việc đến mộ hôm nay là gì. Nó nên không biết được gì, nhưng mà động thái thấy Kim Nga đến mộ hôm nay thì hơi khá bất ngờ. Tại vì trước giờ không thấy Kim Nga đi ghé viếng mộ, mà chỉ từ lúc mà không còn ở nhà của Hồng Loan và được Hồng Loan mời ra khỏi nhà tới bây giờ, thì đem theo bàn thờ một xe tải đồ tư trang cá nhân, và hôm nay lại xuất hiện lên mộ nghệ sĩ, thì chứng tỏ là đó là điều khá bất ngờ đối với những người mà quan tâm theo dõi về chuyện Rama Hồng Loan này ha. Và tình hình trước mắt thì mình cập nhật một số thông tin như vậy để chúng ta cùng nắm và sẽ chờ diễn biến những cái phiên sự tiếp theo sẽ như thế nào và sẽ có những động thái gì trong những ngày sắp tới đây. Thì đó là những cái chuyện rất là đáng nói nha cô chú chị các bạn. Diễn biến sắp tới là sẽ có nhiều cái sự kiện nữa. Và hôm nay có một điều đặc biệt nữa là trên Facebook của Hồng Phượng thì có đăng tải thông tin là bán bánh trung thu. Tại vì bây giờ cũng là gần tới tháng 7 rồi, cũng gần tới tháng 8 là sắp vào bắt đầu mùa của bánh trung thu, nên không biết là Hồng Phượng đang chuẩn bị bánh trung thu cho hãng nào. Thì một số cư dân mạng cũng bày tỏ phấn khích khi mà thấy chị Hồng Phượng bán hàng online, bán bánh trung thu cho một cái hãng. Nhưng mà sau khi vừa đăng tin lên thì một số khán giả nhận thấy một điều rất là bất hợp lý là không có thông tin của hãng, không có số điện thoại hay là không có cái vấn đề gì liên quan đến mua hàng hết. Có nghĩa là đăng lên nhưng mà nói bán hàng, nhưng mà khi mà khán giả hỏi mua hàng thì chị lại không có bình luận gì hết, và cũng không trả lời với ai hết. Không biết là chuyện này buôn bán hay là thức chiêu trò để PR cho ai đây, không biết nữa, rất là khó hiểu. Ví dụ như bây giờ mình không còn đi hát nữa thì mình có thể là mình buôn bán là bình thường, đâu có ai cấm cản gì đâu. Quan trọng là bán cái gì và bán thế nào để cho khán giả ủng hộ, chứ bây giờ không đi hát được thì vẫn con người vẫn ăn cơm hàng ngày, vẫn uống nước hàng ngày, vẫn sinh hoạt bình thường thì cứ như vậy đi. Mà khán giả cũng đang thắc mắc vấn đề là chuyện sao kê của chị Phượng nha. Không biết là khi nào chị sẽ sao kê cho khán giả biết đây, hoặc là chỉ có những cái gì minh bạch tài chính để cho khán giả hiểu rõ hơn về cái chuyện mà những lùm xùm vừa qua. Thì cũng trông chờ những cái sắp tới thì chị Phượng sẽ có những cái buổi làm việc cho nó rõ ràng hơn. Chứ như buổi làm việc buổi trước của chị thì mình thấy nó hơi sợ lơ quá, không có dính vào đâu hết.
và khán giả cũng đang có hình thức là tẩy chay đó. Nó thẳng là như vậy. Và chị nếu mà có bán bánh trung thu thì cũng nên, đó là điều tốt thôi. Thì có bán thì chị cũng để thông tin số tài khoản hoặc là địa chỉ hoặc là số điện thoại liên hệ để người khác biết và người ta đặt hàng. Chứ bây giờ buôn bán đồ ăn mà thực phẩm mà không biết số Zalo hay là địa chỉ nhận giao hàng thì làm sao mà ủng hộ được chị ơi, chị nhớ nha. Đó là về chị Phượng nha. Rồi về cô Kim Nga thì cũng đã cập nhật rồi, cô Sáu cũng đã cập nhật rồi. Thì trước mắt thì là tình hình như vậy thôi. Chứ bên nay thì bên chỗ của chú Kim Tử Long thì cũng đã xóa cái bài, xóa cái clip mà bữa trước đăng lên giải trình giải thích vấn đề liên quan đến cà khịa Hồng Loan rồi. Thì hôm nay cũng đã xóa cái clip rồi, không hiểu tại sao mà chú xóa nữa. Cũng đang tìm hiểu đây, không biết là do sự ứng của cộng đồng mạng quá nặng nề hay là chú xóa để lấp liếm đi vấn đề mà chú đã cà khịa đây, không biết. Mình là một nghệ sĩ ưu tú thì tất nhiên là mình phải có những phát ngôn chững chạc để cho người ta hiểu về mình nhiều hơn, chứ mình nói lấp la lấp liếm thì biết khi biết ai hiểu được. Và khán giả họ quay lưng là đúng rồi. Một số người họ còn đòi tẩy chay đây, không biết là sẽ những ngày tới thì chú sẽ có những gì giải trình để cho khán giả hiểu đây. Đó là những lời góp ý từ chú nha. Và hôm nay thì chỉ có một số thông tin như vậy thôi. Và tiếp theo sẽ có nhiều cái sự kiện gì ở đây mình sẽ cập nhật tiếp cho cô chú chị bạn cùng xem nha. À, xin lỗi, mình giới thiệu là hiện tại mình đang đứng tại Ion Tân Phú nha. Tại vì đứng đây chờ con đi học về thôi, sẵn mình quay cái clip này để nói về cái chuyện hôm nay cho cô chú và bạn cùng nắm nha. Đây là Ion Tân Phú nha. Thì cô chú và bạn có đi ngang đây thì ghé tham quan hoặc là ghé mua sắm nha. Khu này rất là đẹp nha. Nó nằm trên đường Tân Thắng là đường mới, hồi trước là đường tên là Bà Tân Thắng, cô thuộc về phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Đây gọi là đường Tân Thắng nha. Phía trước đường đây nha, quay cho cô chú bạn xem nha, phía trước đây đó, có nhiều, hai bên thì có nhiều quán ăn, quán cà phê đầy đủ hết, dịch vụ đủ hết nha. Đường Tân Thắng thì đầu đường là đường Lê Trọng Tấn và kết thúc là đường Bình Long nha. Đó, thuộc về Tân Phú luôn. Trên đây là khu này là khu dùng để giữ xe ô tô nè, lên cũng mấy tầng đó. Khu này mình có lên mấy lần rồi, cũng chạy lên đây mấy lần rồi. Nói chung là bãi đỗ xe rất là ok đó. Trên đây thì có nhiều món ăn, rồi có nhiều nơi để mình mua sắm nè. Có xe xơi thôi. Rồi mình xin tạm dừng clip ở đây nha. Chúc cô chú và bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Và có nhiều thông tin gì mình sẽ cập nhật thêm để cho cô chú bạn cùng xem và cùng nắm. Và xin chào và hẹn gặp lại nha.